Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh Mèo Vật 789. Video ngày hôm nay mình sẽ test một số những cái module kích điện cao áp này để cho các bạn thấy là cái hàng mình gửi đi, tất cả những hàng gửi đi mình chính là người đóng hàng và chính là người test những cái sản phẩm này xong rồi mình mới gửi đi, chứ không bao giờ mình để nguyên như thế này mình gửi đâu nhá. Và các bạn lưu ý giùm mình. Còn có những cái điểm mà mình nhắc các bạn trước. Thứ nhất là điện áp nó hỗ trợ từ 3,7 đến 6V hoặc 7V. Đấy. Thứ hai, nếu như các bạn đấu lộn pha một lần thôi là nó sẽ cháy. Ở trên cục này có 4 dây, 2 dây màu đỏ, màu giống nhau là dây đầu ra để đánh lửa. Còn 2 dây mà đi vào là dây màu xanh lá cây và dây màu đỏ. Xanh lá cây là dây âm nguồn và đỏ là dương nguồn. Nếu các bạn chỉ cần đấu sai dù chỉ một lần là cái con này nó chết ngay, là thứ nhất. Thứ hai là nếu như các bạn mà cấp nguồn, đây cấp nguồn có nghĩa là này, nếu như các bạn cấp nguồn cho nó, các bạn cứ để như này đấy, lâu quá nó cũng cháy, các bạn hiểu không ạ? Các bạn chỉ để tối đa là 5 giây thôi nhá. Và xin lưu ý với các bạn, khi hai cái này, các bạn nhớ nha, nhớ cái này này là nó dễ cháy này. Khi hai cái này nó mà để khoảng cách nhau mà không đánh lửa được ấy, thì các bạn không nên chậm lâu. Các bạn để như thế này nha. Các bạn cứ để cho mình là 1cm chẳng hạn, hoặc đến 1,5cm. Cứ như này thì chẳng bao giờ nó hỏng cả. Các bạn thấy. Thấy gì không ạ? Không bao giờ có chuyện gì nha. Đây, nó nóng quá nó cháy luôn cái xốp này, các bạn thấy không ạ? Đó. Và để cho mình tua lại. Và cái nội dung video này mình sẽ không cắt một đoạn nào hết, mình để nguyên cái nội dung video này để cho các bạn, chứng tỏ các bạn biết là cái sản phẩm này nó không phải là nó bị lỗi bị hỏng gì cả nhá, do cách dùng của các bạn. Và điện áp ở đây nó là hỗ trợ lên đến 6V hoặc là 7,2V. Thế nhưng mình khuyên các bạn chỉ sử dụng 3,2V cục pin cell này, hoặc các bạn sử dụng nguồn cục pin điện thoại một cục thôi nhá, là 3,7V, hoặc các bạn sử dụng cái cục ắc quy ở trong cái vật mũi hoặc là trong cái đèn pin, chỉ một cái thôi, không nên sử dụng nhiều cái. Đó là thứ nhất. Thứ hai là như thế này này, nếu như các bạn để cách xa hai cái này ra, các bạn châm như thế này, các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng nó róc rách rách kêu trong đây, nó sẽ kêu trong đây, các bạn nghe nhé. Đấy đấy, như thế chúng ta không nên như thế nhá, không nên làm như thế, bởi như thế nó sẽ rất nhanh hỏng, nhanh hỏng nhá. Vì vậy các bạn cứ làm xong đi đã, đừng có vội quá, thấy hàng về lại thích quá, vội quá cứ để châm như vậy thì nó sẽ cháy. Các bạn để như này, khoảng cách càng cao thì nó sẽ càng kêu to, bạn thấy nhá. Đấy, rất bình thường đúng không ạ, không có gì cả mà các bạn cứ bảo là về không được. Các bạn nhìn nhá. Rồi, ok, lắp chiếc cái nữa nhá, xem cái nào nó bị như nào nhá. Từ lúc mình lấy về đây mình bán cả 100 cái rồi mà nó không có cái nào bị hỏng cả, tất cả là mình đều test, mình mang đi. Như này thì mình gửi đi chứ mình còn giữ lại để làm gì nữa, đúng không? Test đến như vậy thôi chứ. Còn đối với sản phẩm này thì bên mình không có bảo hành các bạn nhá, bởi vì là nếu như về các bạn chỉ cần đấu sai cực một cái thôi là nó hỏng, thì mình chỉ ăn với đi bảo hành cũng không kịp cơ. Đây, đấu tiếp cho bạn xem này. Cái bình thường nhá. Lấy trong cái đống này ra coi cái nào nó không bị, có bị cái nào bị không nha. Không có cái nào bị cả. Đấy, bình thường nhá. Tiếp tục này. Nên là các bạn về các bạn chú ý cái điểm như vậy đấy, có mấy điểm này mình nhắc mình các bạn nên nhớ. Không có về rồi lại hỏng. Mua lại tiền mất tật mang, người ta lại bảo là mua online không uy tín. Đấy. Vẫn ok. Lấy cái nào nó cũng ok hết đấy. Mà còn cái nào mà nó không ok thì mình lại biết trước rồi, bởi vì mình test trước khi mình gửi đi mà. Các bạn làm không đúng cách. Tuy mình nói là các bạn không được giữ quá 5 giây. Đấy. Tuy là mình nói như vậy thì mình muốn là các bạn đảm bảo cho các bạn là nó bền nhất thôi, chứ còn nếu như bây giờ mình để như này nhá, các bạn nhìn nhá, mình châm nhá. Để lâu này.
Đấy, các bạn thấy chưa? Vô tư, không có vấn đề gì đúng không ạ? Không phải là cứ bảo là các bạn châm lâu là bị hỏng. Các bạn chú ý, đấy, mình test cho các bạn thấy đấy. Ví dụ như này, các bạn không thấy nó kêu, chập cái không thấy nó kêu thì từ từ đấy nha. Ta lại để cho khoảng cách nó lại. Khoảng cách của nó tối đa nó nằm vào tầm khoảng tầm 2cm thôi, các bạn đừng để xa quá. Và cũng có nhiều bạn hỏi là cái này có bền không. Thì mình nghĩ là bền hay không là do cái người sử dụng, đúng không ạ? Và những cái thứ lúc nãy, những cái lúc nãy mình vừa mới nhắc các bạn á, là do các bạn sử dụng thôi. Thứ nhất là các bạn cấp nguồn quá cao. Có bạn về là cho vào cái nguồn 12V của ắc quy. Không biết có ai chế cái dùi cui điện vào cái ắc quy không nữa. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn đấu sai cực, chỉ cần một lần thôi là đóng thôi. Đây, mình để như này nhá. Các bạn thấy không ạ? Nổ cực mạnh luôn đây. Khoảng cách ở đây, mình để nguyên như này, mình đo các bạn thấy luôn khoảng cách này. Để cho các bạn chủ động trước nhá. Khoảng cách ở đây nó rơi vào tầm khoảng 1,5cm. Đấy. Đó, các bạn cứ để như vậy thôi. Đừng nên để xa quá. Nếu như 1,5cm này nó nổ thì chậm hơn, nhưng mà tiếng nổ thì lại lớn hơn. Đúng rồi, tiếng nổ rất lớn. Và bây giờ mình thu hẹp lại cái khoảng cách của nó thì chắc chắn tiếng nổ sẽ nhanh hơn và nó lại nhỏ hơn. Đúng rồi, đấy. Tất cả sản phẩm như này không có cái nào bị lỗi cả. Mình dám đảm bảo các bạn, bởi vì là trước khi đi mình đã test rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ thu gọn lại vài ý chính để cho các bạn nhớ nhá. Thứ nhất, khoảng cách các bạn không nên để xa hơn quá 1,5cm. Đấy, chúng ta chỉ sử dụng 1,5cm thôi. Còn cái chuyện mà nó phóng sai, phóng chiều dài hay là ngắn, nó không quan trọng. Quan trọng điện áp ở đây nó phóng ra, đó là 400kV theo nhà sản xuất người ta đã nói. Còn cái chuyện thứ hai nữa là các bạn hỏi là có chết người hay không, thì cái này không bao giờ chết người, chắc chắn nhá. Các bạn chỉ sử dụng vào, mình xin nói trước là chỉ sử dụng vào mục đích tự vệ, không sử dụng chơi bời lung tung. Lại hỏi có bọn có bền không, nếu bền hay không là do cách người dùng là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do các bạn sử dụng làm cái gì thôi. Bây giờ cái này để sử dụng để tự vệ, chứ các bạn mà về các bạn chế, các bạn mang ra đường đánh chơi nghịch lung tung thì suốt ngày bấm như vậy thì cái gì dùng nhiều nó chả hỏng, đúng không ạ? Và cái đồ điện tử thì cũng không ai nó dám nói trước cái gì cả. Nhưng mình dám đảm bảo là nếu mà các bạn sử dụng đúng cách là không việc gì nó hỏng cả. Đó. Không có cái nào hỏng á. Đây là 50kV này. Cục 50kV nó có một hình vuông, hình chữ nhật như thế này. Và nó nhỏ hơn một chút thì chúng ta dễ chế cháo hơn. Nếu như bạn nào mua về và làm để chơi ấy, thì nên dùng cái cục 50kV này. Còn nếu làm để tự vệ ấy, thì nên cục của 400kV. Này, để mình đấu vào test cho các bạn xem cái cục 50kV này. Đấy. Nó vẫn bình thường đúng không ạ? Đây, cứ lấy đại một cái trong cái đống này đi. Không việc gì nó hỏng cả. Hỏng là do cách các bạn sử dụng thôi. Đây, tiếp tục. Đấy. Vẫn chạy nha. Không có vấn đề gì cả. Đây, lấy trong đây luôn này. Không có cái nào là hỏng cả. Các bạn chú ý như thế. Bởi vì hàng trước khi đi mình đã test rất cẩn thận. Và cái này mình không có bảo hành đâu bạn nha. Bạn đấu sai cái bạn hỏng, bạn bảo là nó hỏng thì đúng là mình bảo hành không kịp. Rồi, ok. Thế là hôm nay, mục đích video hôm nay là mình làm chỉ là để test cho các bạn thấy. Đấy, sản phẩm đấy, nó là như thế đấy. Trước khi đi là mình test như thế đấy, nó đánh như vậy đấy. Còn nếu nó hỏng hay không thì về tay các bạn mà hỏng á, thì mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhá. Và mình xin thống kê, mình xin nhắc lại thêm một số cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là mình khuyên các bạn nên dùng một pin thôi. Một pin này, dòng điện từ 3, điện áp từ 3,7 đến 4,2V. Các bạn có thể sử dụng cell laptop, pin điện thoại hoặc pin của vật bắn muỗi, của đèn pin. Đấy, ok. Một cái thôi, không cần dùng nhiều. Nó cũng đã đủ rồi. Vì nó sinh ra để nó làm một cái mà. Rồi, thứ nhất, như thế là nó sẽ bền hơn. Thứ hai là khoảng cách các bạn không nên để xa quá 1,5cm. Nếu như các bạn để xa quá mà các bạn thử nó không đánh lửa thì các bạn thả ra luôn để chúng ta để cho nó gần vào hơn nhá. Đó là cái thứ hai.
Cái thứ ba nữa là nãy mình nói cái gì nữa? Không được đấu sai cực dù chỉ một lần. Đấy. Nếu bạn đấu sai một lần thôi là coi như hỏng. Cái gì cũng thế mà. Đúng âm dương thì nó mới chạy được, chứ không đúng âm dương là nó cháy. Đó là cái để các bạn nhắc các bạn biết trước. Và sản phẩm này mình không có bảo hành nhá. Mình chỉ test trước khi mình gửi đi. Còn nếu như về mà nó hỏng phần nào thì đó là các bạn chịu trách nhiệm đấy. Đó là mình xin nhắc trước. Tiếp đến một cái trường hợp nữa mà hay nhiều bạn gặp phải là cứ bảo là tại sao mà nó lại không kêu. Thế mình bảo là cái nguồn bạn dùng là nguồn gì. Có bạn bảo mình dùng nguồn ắc quy 12V. Cái đó sai, hỏng chắc chắn. Thứ hai nữa là mình dùng nguồn pin con thỏ cũng không được, sai, hỏng luôn nha. À không hỏng nhưng mà sai thôi. Bởi vì là cái pin ấy, để mà một ngọn lửa nó đánh ra mạnh như vậy thì cường độ dòng điện nó xuất ra phải tầm 1A, 1A trở lên, hoặc gần 1A. Nếu như cái pin con thỏ thì lên làm gì nó đủ để mà nó dòng điện để cho nó đánh mạnh cái này được, đúng không ạ? Thì các bạn không được dùng cái đó. Cái thứ ba là cái pin 9V là cũng không được nha. Bởi vì pin 9V ấy, điện áp nó lại cao quá mà dòng điện nó lại quá thấp, thành ra nó không đủ để đánh lửa được những cái này. Rồi, ok. À, vì như vậy là video của hôm nay mình cũng đến đây là quên mình nhắc thêm một cái nữa. Ở đây như các bạn mà để mình tìm nhá. Nội dung video mình không cắt nên mình để nguyên như vậy. Mình phải tìm các bạn thông cảm đi. Đây rồi. Ở đây xin nhắc trước các bạn là nếu như các bạn muốn chế một cái gì từ cái pin này, các bạn không được phép bỏ hai cái đầu âm dương của cục sạc điện thoại mà sạc trực tiếp vào pin nhá. Như thế pin sẽ hỏng. Bởi sao? Bởi pin lithium hay lithium ion này á, là nó điện áp nó sạc vào là nằm tầm khoảng 4,2 đến 5V. Và cái pin này điện áp mắc định mức của nó là lên đến khoảng tầm 4,2V. Nếu như các bạn cho cục sạc 5V vào đây, nó sạc đầy quá, thằng này sạc đầy quá, nó cũng bị hỏng nha. Có nghĩa là bị quá tải, quá sạc. Nên là vì vậy các bạn cần phải có một cái mạch. Cái mạch này người ta gọi là cái mạch bảo vệ, hoặc là gọi là mạch sạc đấy. Mạch sạc pin 3,7V. Cái mạch này nó có bảo vệ là khi điện áp sạc đầy cho pin này, nó sẽ tự ngắt, nó sẽ không đẩy điện vào nữa. Và trong cái mạch này thì nó sử dụng cái bóc cho các bạn coi luôn. Mạch này nó sử dụng cái đầu sạc của điện thoại Samsung. Đây, các bạn thấy không? Nên là về các bạn có thể hàn hai cực pin này vào batter đây, batter dương và batter âm này. Đấy, đây các bạn nhìn đó, batter dương và âm. Thì các bạn hàn vào hai cái chân của pin này, hoặc là pin điện thoại mà các bạn thừa á, các bạn hàn vào. Còn sạc thì các bạn cắm vào cái đầu này thôi, cái đầu của điện thoại Samsung ấy. Và đây, ở đây có nó có hai cái đèn báo màu xanh và màu đỏ để báo cái lúc mà đang sạc, và lúc nào nó đầy thì nó lại báo đèn màu đỏ thì phải. Và trên đây thì có hai đầu in và in dương và in âm. Nếu như các bạn muốn sử dụng cái hai cái đầu này mà các bạn không muốn sạc bằng cái này thì các bạn cho đầu nguồn 5V đi từ đây vào cũng được, cũng ok, không sao cả. Đấy. Rồi, ở trên đây là toàn bộ nội dung video mà mình đã vừa mới hướng dẫn sơ qua cho các bạn biết. Cũng rất mong là các bạn sẽ mua được cái sản phẩm ưng ý của các bạn, và các bạn về chế cũng thành ra một cái sản phẩm ưng ý của các bạn. Mình cũng chỉ muốn như vậy thôi, chứ không muốn là các bạn về mà các bạn làm hỏng cái đồ của các bạn thì mình không muốn đâu nhá. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.